đi ngày hai trăm năm ba. kiểu này thì sao, độ dài vừa đủ. hãy nghe và nhắc lại.这款呢,长度刚好.热,这, Căng, Trời đó, tủ căng, Trời đó, tủ căng Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Đừng vội, từ từ thôi. Biết chí, mà man lái. thời tiết mát mẻ. Thiên trì lãng khoải. Đi về phía trước đại khái 200 mét. Hoàng chén dấu tà cài ở bái mỉ. Nửa tiếng đồng hồ mới tìm thấy. Bạn cái xào sứ sẽ trào tráo. tám chín mươi phần trăm,百分之八九十, không thể nào, làm sao có thể, giờ mất giá sách, giá Trừ chén trà, trừ cốc trà. Chú là Nữ, chỉ giới tính nữ. Màu Tuy cảm giác hơi dài. Cửa màu nâu.

độ dài vừa hay. Tráng tủ căng khó. Điều này. Trở khoản. Trở khoản.